hậu vệ Vũ Văn Thanh đã công khai bạn gái trên trang cá nhân nhưng khéo léo che mặt. Nhưng cư dân mạng không khó để tra ra danh tính bạn gái mới của Vũ Văn Thanh. Hình ảnh về chiếc điện thoại và nhẫn trên ngón tay là bằng chứng để tìm ra chủ nhân thật sự. Danh tính bạn gái mới của Vũ Văn Thanh tên là Bivi Vũ. Nàng oác mới của bóng đá Việt Nam mang trong mình hai dòng máu Ấn Việt. Hiện tại cô nàng đang học thạc sĩ tại Đại học Harvard, Mỹ. Bivi Vũ sở hữu nhan sắc xinh đẹp và nóng bỏng. Cô nàng thường xuyên diện bikini tôn lên đường cong bốc lửa của mình. Khi được fan hâm mộ hỏi về lý do quen Vũ Văn Thanh, Bivi Vũ chia sẻ cô và anh chàng đã quen nhau từ trước vì mẹ cô làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến V-League. Chính cầu thủ người Hải Dương là người chủ động kết bạn trước. Sau khoảng thời gian 3-4 tháng tìm hiểu, cả hai mới chính thức hẹn hò. Trước đó, rộ tin đồn Vũ Văn Thanh đã chia tay Phùng Bảo Trân từ hồi tháng 11 năm 2020. Như vậy, sau khi chia tay bạn gái cũ, Vũ Văn Thanh mới quen và bắt đầu tìm hiểu cô gái có hai dòng máu Ấn Việt này. Bivi sống khá khép kín và ít chia sẻ ảnh trên mạng xã hội.